thân mến, ở video này thì cô Thơm sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta mua tên miền như thế nào rất là nhanh và rất là rẻ, chỉ có 20-30k chúng ta có thể sở hữu một cái tên miền rất là hay, rất là đẹp, các bạn thấy không? .online.co.club các bạn thấy không ạ? Chỉ có 30.000, 25.000 cũng có. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào Tenten để chúng ta mua các bạn nhé. Thì các bạn có thể vào Google hoặc là Chrome. Đó, chúng ta bấm tenten.vn là nó sẽ ra cái trang như thế này. Đó, và các bạn sẽ bấm tìm kiếm, được chưa ạ? Bấm tìm kiếm thì nhiều bạn hỏi rằng là tên miền nghĩa là gì, được chưa ạ? Nếu như các bạn làm website hoặc các bạn làm cái trang web cá nhân, blog cá nhân của các bạn thì coi trang web là một ngôi nhà, thì tên miền chính là địa chỉ, được chưa ạ? Chính là địa chỉ. Thì khi các bạn nói hoặc là các bạn đăng video Facebook, Google vân vân, các bạn gắn cái tên, ví dụ nguyenthom.com, nguyenthom.online hoặc tên doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, công ty, đúng không ạ? Họ thêm những cái đuôi thì đó gọi là địa chỉ, các bạn hiểu không ạ? Rồi, và bây giờ thì cô Thơm sẽ lấy một cái tên và cô Thơm mua và cô Thơm hướng dẫn luôn cho các bạn, ví dụ như là nguyenthom.com. Các bạn kiểm tra này, được chưa ạ? Và chúng ta thấy rằng là ở đây đã có người mua rồi, được chưa ạ? Và nếu mà chúng ta mua thì là 239k một năm và hàng năm sẽ là 299k. Rồi, nếu những trường hợp nào mà bị mua rồi thì các bạn sẽ không mua được. Và các bạn lại bấm vào Tenten, bấm vào cái biểu tượng logo Tenten ở đây. Chúng ta sẽ tìm tên miền khác, ví dụ như là nguyenthom.online. Rồi, các bạn bấm kiểm tra. Đó, rất là nhiều tên miền đúng không ạ? Và đã có sẵn chỉ có 30.000 thôi. Wow, rẻ quá các bạn ạ. Và từ năm sau trở lên đó là 790.000 một năm. Và nếu như trang web và blog cá nhân giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân, giúp bạn bán được hàng, thì chúng ta đầu tư 790k thì con số cũng không phải là cao các bạn nhé. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo lên xem còn cái tên miền nào mà chúng ta muốn mua nữa không. Đây, ví dụ như là nguyenthom.vn hoặc nguyenthom.com.vn rất là cao những cái năm đầu đó, được chưa ạ? Rồi, chúng ta bấm xem thêm ở đây có rất là nhiều các cái tên miền .net.info.shop này chỉ có 60k đó, và mỗi một năm sẽ tùy cái độ hot mà tên miền nó hàng năm nó cao đó. .xyz có 20.000 thôi các bạn ơi, và mỗi một năm chỉ có 285k. Rồi, .work 20.000, rất là nhiều, các bạn cứ bấm xem thêm đó, rất là nhiều các bạn nhé. Đó, rất là nhiều. Rồi, và rất là nhiều tên miền, nhưng mà cô Thơm lại rất là ưng cái tên miền .online. Thì các bạn sẽ bấm vào thêm vào giỏ hàng. Tiếp theo các bạn sẽ tiếp tục mua hàng. Đó, và ở đây chúng ta chỉ cần mua tên miền thôi, được chưa ạ? Và trong cộng đồng lớp Studio thì có khóa học hướng dẫn cho các bạn làm website dành cho người mới không biết về IT. Và có một cái bên đối tác, chúng ta đã có tất cả những cái thứ ở đây rồi, thì chúng ta sẽ bỏ cái phần bảo mật, bỏ hết đi các bạn nhé. Hosting các thứ các bạn cũng bỏ hết đi, được chưa? Chúng ta chỉ cần mua tên miền thôi. Đó, và những bạn nào mới làm chúng ta nên mua tên miền rẻ thôi cũng được. Rồi, và chúng ta bấm vào giỏ hàng. Ok, và chỉ có 30.000 một năm đầu và thuế là 3.000, tổng 33.000, được chưa? Đó, và các bạn bây giờ chúng ta sẽ cần phải đăng nhập các bạn nhé. Cần phải đăng nhập. Những bạn nào đã đăng ký rồi thì các bạn sẽ chỉ cần nhớ cái tên đăng nhập và mật khẩu. Còn bạn nào mà chưa đăng ký thì chúng ta bấm vào cái nút đăng ký ở đây, được chưa ạ? Đó, chúng ta sẽ điền đầy đủ các cái thông tin ở đây. Đó, và các bạn nhớ rằng là tên đăng nhập và mật khẩu các bạn nhé. Chú ý hai cái này, khi mà các bạn đăng ký bạn ghi ra. Mật khẩu ở đây thì nó gồm có tên chữ hoa này, tên thường, số và một cái ký tự đặc biệt. Đó, thì các bạn sẽ chú ý là nhớ và các bạn ghi ra. Chúng ta đăng ký đầy đủ là được các bạn nhé. Rồi, ok. Và bây giờ thì cô Thơm có tài khoản rồi, cô Thơm sẽ quay trở lại các bạn nhé. Cô Thơm sẽ đăng nhập thôi, được chưa? Đăng nhập. Rồi, và mình sẽ nhập mật khẩu vào. Ok, và chúng ta bấm đăng nhập. Hoặc những trường hợp nào mà chúng ta quên mật khẩu, đó, quên mật khẩu hoặc các bạn đăng ký rồi không nhớ, thì các bạn có thể gọi cho bên kỹ thuật, bởi vì bên Tenten này là của Việt Nam, đó sẽ giúp cho các bạn, chúng ta sẽ
Tên đăng nhập bao gồm chữ. Các bạn chờ một chút nhé. Ok, và chúng ta sẽ bấm đăng nhập lại. Rồi, và đăng nhập sau đó chúng ta sẽ thanh toán, được chưa? Thanh toán thì có rất là nhiều các cách để chúng ta thanh toán. Rồi, các bạn sẽ bấm vào tôi đã đọc. Tiếp tục. Rồi, chúng ta bấm tiếp tục. Rồi, và một năm. Đó, ở đây có chọn phương thức thanh toán là VNPay hoặc là thẻ Visa hoặc là thẻ credit, được chưa? Hoặc các bạn có thể dùng chuyển khoản. Đó. Rồi, và ở đây thì có một cái phần nữa là các bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Tenten của chúng ta và chúng ta sẽ thanh toán. Thì ở đây thì cô Thơm sẽ chọn thanh toán là qua VNPay nhé. Ok, và tiếp tục. Thì mình sẽ cần phải lấy điện thoại và đăng nhập các bạn nhé. Đăng nhập. Rồi, và mình sẽ quét mã QR. Đó, thanh toán qua VNPay, các bạn sẽ quét mã QR. Rồi, và các bạn sẽ soi vào đây, được chưa? Các bạn sẽ quét mã QR vào đây. Ok. Nếu như bạn nào có mã giảm giá vân vân thì các bạn có thể nhập ngay từ đầu. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chờ một chút nha. Thanh toán. Các bạn chờ một xíu nữa thôi là... Rồi, cô Thơm đang đăng nhập để thanh toán các bạn nhé. Đang đăng nhập để thanh toán. 289967. Rồi, đang nhập mã xác nhận rồi. Ok, đã thanh toán. Các bạn thấy không? Đó, đã thanh toán. Theo bộ thông tin, chúng ta đã thanh toán ở đây xong rồi. Và khi mà chúng ta đã mua tên miền được rồi, đã thanh toán thành công rồi, thì các bạn sẽ vào mail của bạn nhé. Các bạn sẽ vào cái mail. Mail đây, cái mail mình đăng ký với Tenten là mail này, được chưa? Các bạn vào mail thì bên Tenten sẽ gửi cho chúng ta một cái mail xác nhận là đã đăng ký. Đây các bạn thấy không ạ? Đây các bạn sẽ bấm vào hộp thư đến này, vào Tenten này, mới đây, được chưa? Đó. Website đăng ký 2 năm tặng thêm 6 tháng duy nhất. Đó, các bạn thấy không ạ? Nguyễnthơm.online này. Đăng ký này, nó sẽ gửi cho chúng ta cái thời gian, đúng không ạ? Thời gian hôm nay đó là ngày giờ 8 tháng 12 đến 8 tháng 12 năm 2021. Đó, các bạn nhé. Rồi, ok. Quản lý dịch vụ và quản lý tên miền. Vậy là chúng ta đã mua thành công rồi. Và ở video tiếp theo thì cô Thơm sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta đấu nối cái tên miền của chúng ta với website trở về như thế nào. Thì các bạn hãy cùng theo dõi video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.